Trận đấu bóng chuyền nữ tại ASEAN 19 đã chứng kiến sự thể hiện ấn tượng của đội tuyển Việt Nam khi họ vượt qua đối thủ Nepal sau một trận cầu kéo dài 3 set trong khoảng 1 giờ thi đấu. Việc thắng trận này giúp đội tuyển Việt Nam khởi đầu chiến dịch ASEAN 19 một cách thần thái. Trận đấu chứng kiến sự sáng giá của các cầu thủ Việt Nam, trong đó Kiều Trinh, Tú Linh và Đoàn Thị Xuân đã đóng vai trò quan trọng trong việc ghi điểm, thay thế cho chủ công Thanh Thúy. Đội tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định và thống trị trên sân. Mặc dù Nepal đã có khoảnh khắc ghi liên tiếp 3 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sự thế thượng và giành chiến thắng với cách biệt lớn. Trận đấu này đã giúp huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá cao khả năng đáng kinh ngạc của các cầu thủ và ông dự kiến sẽ xoay vòng lực lượng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng với Hàn Quốc, một trận đấu quyết định ngôi đầu bảng tại ASEAN 19.